Trời đất ơi, thô đại gì không biết. Sao tự nhiên tôi thấy tội nghiệp ba anh em tôi quá quý vị ơi. Tranh thủ mua được gì thêm mua. Mua gì giờ, tự nhiên mình lên đây mình dòm thấy mình giống hai lúa vậy đó. Quê quá trời quê, đây ai cũng lồng lộn lộng lẫy đẹp quá trời đẹp. Chợ bữa nay tấp nập ha. Đây mới mua được trái sầu riêng. Mua gì? Sầu riêng chín cây. Trời ơi, ngon nghe. Nè, thử thử nè. Trời, đau má. Đây là bữa năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Đâu, năm nay chứ năm rồi năm nay đâu không? Nay còn tư kìa. Ừ hả? Ai quan biết? Trọng nè, coi chừng nó dán cây dẫn sắt ngay đây nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, giả rồi. Năm rồi đó. Năm rồi đó. Năm rồi. Còn anh đựng chùm này bé lớn thôi đó. Tươi ha. Sao đồ của anh héo dữ vậy anh? Ai biết đâu, không héo đi. Không những héo mà nó còn nhăn nữa em. Dồn tím tái hết muốn ăn luôn. Nói chung là bữa nay ba anh em mình đi chợ lựa không có tốt, không có trúng mặt hàng ngon. Bây giờ lát nhờ bà con tới lựa nha. Anh ơi, sao chợ có nữ sinh bướng bỉnh nó ngồi đây mà thái độ nó thần thái nó dè biểu nãy giờ quá vậy? Bị gì bán bánh mì đó em. Phải không? Ừ. Sao thái độ nó khinh khi quá vậy ta? Nó hơi chọi bánh mì mặt giờ. Không sao đâu, để lấy em loại cho. Nó cười anh ơi, nó cười. Nó cười. Còn bên đây nữa nè em ơi. Em dòm coi số 7 ăn mặc đẹp đẽ quá trời, sao bán đồ như đồ sida vậy trời. Đâu bà này giặt ủi á. Giặt ủi hả? Không có chợ mà giặt ủi gì đây. Đang loan này bị điện giật nè. Nãy giờ nó dây điện quá sợ thôi rồi. Lát có người tới người ta phụ mình. Rồi lo nó chập mạch một hầu hết điện khỏi quay ra nó chứ. Nó nghe, nó nghe ở đâu à. Lâu lâu dưới quê lên đây giờ phải chào bà con cô bác một cái dạ, chứ. Dạ dạ, chào bà con cô bác. Dạ tụi em dưới quê mới lên. Tình cờ xà giữa trống chương trình này nghe đồn vui ghê lắm. Nếu như bữa nay anh em mình đi chợ mà không có được mấy cái món hàng như ý á, thì biết đâu mình cũng mua may bán đắt được những cái giọng ca hay ấn đó. Tượng đúng không? Dạ. Đó, cho nên là hy vọng rằng bà con của bác ủng hộ cho anh em tụi em trong chương trình bữa nay. Giọng hải, giọng ê. Và xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s, tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chúng tôi. Đó là cái tài trợ độc quyền của chương trình mình, nghe không? Rồi còn cái giờ phát sóng, bà con muốn đón coi mấy giờ? 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Nói cái giọng quê rớt hà. Hay đó. Cho nó văn minh nè. Rồi vậy thì bây giờ về chỗ. Yeah. Dạ thưa quý vị, và bây giờ anh em tụi em khao khát, mong mỏi được gặp những nhân vật nổi tiếng xuất hiện tại đây để cho tụi em được chiêm ngưỡng nhan sắc thiệt sự bên ngoài. Không biết bữa nay đến với cái chương trình Giọng Ái Giọng Ai có khách mời đặc biệt nào. Không biết thôi, mấy giờ mời vô luôn nha. Xin mời. Thấy sàn quá không dám đứng gần. Thiệt á chứ, mình dân quê mà thấy nhìn cái bộ đầm như cái miếng xà lách tím á, nhìn đẹp thiệt á chứ. Cái gì mà xà lách tím, biết cái ta kêu là sa ghê không ư? À sa ghê hả? Cái sa ghê. Thấy lồng đèn. Lồng đèn hả? Lồng đèn. Dạ. À chào hai nghệ sĩ. Bữa nay đến với chương trình Giọng Ái Giọng Ai lần đầu tiên. Không biết Liêu Hà Trinh, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là mừng. Mừng cái gì nè? Dạ, tại vì em chuẩn bị cái bộ đầm rất kỹ. Nhưng mà em có một cái quan ngại là em sợ anh Thành sẽ nói em là mặc đồ giống múa lân. Nhưng hên quá ảnh nói là giống cái bắp cái cải gì anh? Hả? Dạ, bắp cải, em cũng thấy mừng. Xà lách. Dạ. Em thấy tự tin hơn rồi. Thế này cũng tươi mát phải không? Dạ. Ừ, còn anh Tiết Cương phản đường. Hôm nay tôi đây rất là vui bởi vì tôi đi với người yêu của tôi Liêu Hà Trinh. Nào, vụ này mới nha. Con Trinh, em sắp đám cưới rồi anh. Ủa mà sao mắc vụ gì mà anh cứ nói em là người yêu anh hoài vậy? Thì tại vì giống như là trong một cuộc đời người ta phải có một cái người tình trong mộng á, em hiểu không? Mình mộng nhiều lắm anh Cương. Ừ. Anh mộng nhiều lắm, từ Việt Hương qua tới Cát Tường. Ông rồi giờ anh tới Liêu Hà Trinh nữa. Đó là chỉ có người tình trong mộng thôi. Ta mơ lần một ta có người tình trong mộng. Ông Cương là người tình trong họng ổng. Gặp ai cũng nói á. Anh kỳ quá à. Cho nên đến giờ vẫn ế đó em. Thì bà bị nói chứ ở dưới quê cũng coi, cũng theo dõi, cũng biết tới giờ vẫn phòng không. Coi như là bữa nay anh em thôi nha. Chứ nói người tình trong mộng mất công Liêu Hà Trinh ngại lên không dám nói gì rụt rè. Đó. Đến với chương trình bữa nay đó. Trên mai mốt đám cưới đại lớn lắm anh. Sao biết? Nhẫn bự lắm. Cái nhẫn trên tay em cũng đâu có nhỏ.
anh ngộ quá, anh không biết gì chồng nó, em kể anh nghe. Sao quá chồng chồng đâu quá chồng đâu chồng nghe sao ôi ơi, hai đứa nó ở xa, nó yêu xa đó à. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng, thay khoảng cách giết tụi nó trong phút giây. Ở xa rồi. Mà nó yêu, cái đợt dịch vừa rồi cấm thằng kia đâu có về được. Nó nhớ như nó lên Facebook nó cào tống mà. Vậy mà tụi nó chưa rã đó chứ. Trời ơi. Vậy mà tụi nó chưa rã đó chứ. Trời ơi. Dạ mấy giờ em muốn về bển không? Ngồi trấn vậy đây. Trấn miệng trấn Thành lại. Bây giờ nếu em ngồi xa quá Thành nhiều khi nó xì những cái thông tin bịch không kịp. Dạ. Ừ. Đúng, đúng, em nghĩ cũng có lý. Ừ. Rồi, vậy đi, quyết định cho anh Cương vậy cho em. Rồi. Dạ. Rồi, rồi. Rồi. Anh em về chỗ. Đó. Có gì anh chỉ em à. Nói vậy chung phía đám cưới nó còn mời không á chứ. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai ca sĩ của ngày hôm nay. Xin mời. Em nhận ra ta đã khác nhau quá. Bao thời gian cả hai đã đi qua. Những cảm xúc trôi dần theo hạnh phúc, trôi về nơi thật xa. Những phôi pha ngày nào cứ ngỡ mình luôn có nhau. Sao giờ phải nhạt màu những tiếng yêu úa màu. Tình yêu ta đã cùng nhau đắp xây. Sao giờ đây đổi thay chợt buông lơi cánh tay. Tình yêu để giờ đây con tim quặn đau những đắng cay. Tình yêu tan vỡ chẳng ai nói xa. Để giờ đây tan theo từng con sóng trôi xa. Tình yêu ta vỡ nát như lâu đài cát. Vỡ nát oh, oh, oh. Mơ sơ sang thôi thì xem như giờ đây đã muộn màng. Những ký ức chôn vùi vào hố sâu lấp đi cho vơi bao nỗi sầu. Ngày nào cứ ngỡ mình luôn có nhau. Sao giờ phải nhạt màu những tiếng yêu úa màu. Chút buông lời cánh tay. Tình yêu tan vỡ nào ai có hay. Để giờ đây con tim quặn đau những đắng cay. Tình yêu tan vỡ chẳng ai nói xa. Để giờ đây tan theo từng con sóng trôi xa. Oh, 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 oh
đời này vỡ tan vì câu nói này chưa chưa từng phai, chưa từng phai. Oh, nỗi đau dày vò nỗi đau mà vẫn nô giọt đắng đau nhiều thêm thêm nhiều đau. Oh, sợ ngày thêm lâu, sợ tình thêm sâu, nở lại cho nhau chiều hẹn dòng chơi ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em. Bầu trời thêm mây ngồi đợi mưa rơi, biết đâu những cơn say đau đời này phải không cho đến hôm nay. Hẹn ước chi thế em ơi, giờ phải vậy, lùi gió nỗi nhớ bay bay. Nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao nhiêu lâu nó sẽ trả về. Đừng có như vậy, rằng lòng đừng khóc như vậy, mà đời đâu như anh mơ, đâu như anh mơ. Sống cho em nhưng cũng có thể em sống cho em. Qua dậy để biết tên nhau nhưng đâu có thể nhìn thấy nhau đâu. Có thể nước mắt em rơi nhưng khi quay lưng thì em sẽ cười. Anh cũng nhắm mắt cho qua, không nên cãi nữa vì anh đã lười. Giờ em không tinh khiết, không còn cười, chỉ thay vào son và phấn. Một thời xuân khi đó em để lại cho anh biết vương và vấn. Anh chỉ mong em hiểu anh dành hơn nửa phần đời này che chở cho em. Không một lời than, không một tiếng vạn, anh cũng chưa từng bảo em xem. Please. Giờ ngày thêm lâu, giờ tình thêm sâu, nở lại cho nhau chiều hẹn dòng chơi ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em. Bầu trời thêm mây ngồi đợi mưa rơi, biết đâu những cơn say đau đời này phải không cho đến hôm nay. Hẹn ước chi thế em ơi, giờ phải vậy, gửi gió nỗi nhớ bay bay. Nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao nhiêu lâu nó sẽ trả về. Đừng có như vậy, rằng lòng đừng khóc như vậy, mà đời đau như anh mơ, đau như anh mơ. Mai thức giấc chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua. Anh mong ngày mai có nắng dưới ấm con tim buồn đau tối qua. Anh mong dù cho vấp ngã có lắm phong ba bình yên chở che. Anh đâu trời cao có thâu, có biết cơn đau mùi hương. Ra nó chào anh chị đây xong quay qua sao chào thí sinh luôn vậy đó hả?
Văn Mai Hương, người cũ đúng không? À, đây gương mặt mới, Đạt Di. Em đi game show thôi, em đem cặp táp chị. Dạ. Đâu? Ta mặc đồ ký giả cái đồ hả? À, dạ đâu, cái này em bỏ tiền tại mới bán bánh mì xong tranh thủ chạy ra đây luôn anh. Anh Đạt nó mặc cái áo cái cổ mà anh nhớ giống như mấy cái bộ lạc gì có mấy cái cô gái mà đeo mấy cái cổ vòng dài gì đó. Cái vòng gì á. Tại dạ, cái cổ em nó dài quá nên cũng phải che cái cổ em lại anh. Em che cổ lại hả? Dạ dạ. Đến với Văn Mai Hương, ca sĩ hát hay xinh xắn dễ thương, bữa nay bận đồ như gói quà cho đó, em quay vòng mọi người coi cơ Hương đó. Ủa mà ngộ ha, thường ta thấy cái nơ ta cột phía trước nữa kia, sao mình vòng nó phía sau vậy Hương? À, nếu nhiều khi mình vòng lên phía trước nó bị tắc cổ ấy anh. À, mấy ngày không hát vâng, không được dạ, không hát được dạ. À, ai muốn thấy Hương xinh đẹp chịu khó vòng phía sau dòm thấy cái nơ là thấy thương. Dạ, mỗi lần gặp cái trời ơi Hương chào em, cái vòng phía sau nhìn cái nơ đẹp quá. Thử anh nói là cái này nè Hương, cái sao cái không quay vậy nè, nói chuyện với con này chóng mặt đó, cái vậy sao mất quá sao mất em nhãn cách đây không Trinh, tao mới nói xong mất nó guốc hay không thấy dễ sợ, nó mất ăn cắp dễ sợ. Trinh, nãy giờ anh cũng tính binh vực em lắm luôn đó nha, mà anh không hiểu em ăn cắp đôi guốc đi về em mừng cái gì với nó nữa giờ. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, mọi mà đứng đây xin chào trời đất ơi. Tự nhiên thôi quen em không biết tại sao cái phản ứng của em luôn á. Con này không giàu được, giàu nhưng không sang là con này. Sợ gì cái cậu bạn đó không về một năm nay là sợ mất đồ chứ không phải là... Một lát nữa Trinh nó đứng vũ đồ ra nguyên thôi, một cái gia tài của các chiến trường này luôn em. Nó bận đầm rộng là để nó giấu đồ á trong này đó. Bánh mì, hộp vịt lộn rồi cái gì mà đen là lôi ra. Nhà thơ trên mạng viết văn thơ lai láng ăn cắp. Không phải anh, em nghe nói là cái format của chương trình mình đổi đúng không? Có nghĩa là đáng thua ba vòng mất 6 triệu. Em phải tranh thủ em gom về cho đỡ mẻ tiền. Thôi để người ta đi. Em ơi, nếu như em sợ thua đó thì em hãy nhờ đến những ca sĩ khách mời ở đây. Họ là những người có chuyên môn, phải không? Họ dạ, sẽ nhìn, họ tia, họ chọn ra đúng những cái gương mặt mà mình cần phải loại trừ. Nghĩa nói giống như là mình chết rồi vậy. Nghe anh Đại Nghĩa nói thì có vẻ nguy hiểm lắm, nhưng mà cũng xin lỗi là em cũng ngồi năm thứ ba rồi nên là cũng không khả quan lắm đâu ạ. Nhưng mà mấy lần trước em có thắng mà. Em có thắng một vòng nhưng mà do là em không nghe lời anh Giang. Dạ. À, thì ra nhỏ nó chặt ghê thiệt chứ. Tại vì đến lần thứ ba rồi kinh nghiệm đầy mình. Về năm nay em có muốn ngồi với Giang nữa không? Em đổi phong thủy qua bên Thành. Chị cứ qua bên anh Thành. Ưu tiên cho em trước đi. Phụ nữ mà. Không, nhiều khi sợ ảnh buồn anh khóc không? Anh có khóc không? Coi mời chai sạn rồi. Nước mắt anh không rơi vì em đâu Phạm Mỹ Hương. Em sợ ta khóc em cứ qua có sao đâu. Trời ơi, tình yêu nối lại năm xưa. Em muốn về đổi anh không? Cảm động quá, thôi em lại về được anh Giang. Anh không nhận, anh không nhận. Trời ơi, anh có màu trắng. Cho vừa. Tại sao tôi phải nhận một người mà ruồng rẫy tôi? Mà coi thường mình chứ. Tôi chỉ là hạt cát sa mạc hả? Tôi chỉ là giọt nước trên biển khơi hả? Tôi là cộng lông gì đó. Bò cùng cộng lông hả? Bò cùng cộng lông hả? Ủa nó nghe là tự nhiên em đưa vô cái vế cuối cùng nó cứ vô, nó cứ dính, nó cứ ăn nhập hết trơn trọi á. Tự nhiên bò rụng cộng lông liên quan gì tới em. Thôi kệ nó gì nói. Giờ sao vậy? Rồi nói như vậy rồi anh đi thiệt. Bên kia có con gái rồi, bên đây phải có con gái cho nó cân. Đúng nó rồi. Mơ Hương về bây giờ. Em về với anh Giang. Hương Giang hợp lý. Đó. Đạt về với về đây. Anh Đạt. Trời ơi. Cứ sủi tụi tế đang ngoài cái chỗ có rồi. Yên tâm đi, anh lo em hết. Thưa quý vị, bữa nay thì hai gia đình nhà em ban đầu có hơi xào xáo chút xíu, nhưng giờ cũng đã ổn định rồi. Ủa đâu rồi? Lát nữa mới có. Anh đi nhiều quá nó giải tỏa khu đó rồi. Có rồi em, nó chứ nó cũng ưu quái anh lắm. Ưu quái gì? Một lát nữa nó sẽ dọn lên cái bàn cái bàn cúng anh. Đừng có nói cái bàn cúng xui lắm em nha. Cái bàn thông thiên. Đừng có nói luôn anh vậy. Nói đó là cái quầy lưu niệm. Không, Nghĩa
Anh thấy ngoài cánh đồng rộng lắm, chắc có nơi an nghỉ cho em á. Không anh ơi, không, em không thích cái chỗ rộng rãi vậy đâu. Đây, mời các bạn hãy xem. Wow, ghê chưa? Thưa tất cả chư vị, đây, bây giờ chúng ta ai cũng có vị trí của mình rồi. Mà các bạn thí sinh ngày hôm nay cũng không có phải đứng mỏi giò mỏi cẳng như mọi khi. Cho nên coi bộ thông thả, hy vọng rằng các bạn sẽ có thể tìm ra được những nhân vật với giọng ca khủng khiếp trong cái chương trình này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với cái ông số 1. Cái ông số 1 này á, thì ở đây là ông bán bánh mì vậy thôi. Cùng nghề với em mới đạt. Nghề của em bánh mì cần trứng, trứng cần chim, chim không cần trứng, em cần anh cơ. Ok. Thôi vậy. Trời ơi, dễ thương quá à. Còn bánh mì luôn. Là. Nhưng mà cái em bạn này coi bộ ngon nha. Ăn hình, ăn sân khấu. À, xin phép em, cho phép anh được gọi em hai tiếng thân thương là con bé này. Mình thương nhau, mình gọi tiếng triều mến vậy. À, con em của em á, nó ngồi, anh thấy không, thông dong đó, thấy không? Thư thả. Cái dáng là dáng bên cầu dịch lụa nè. Bây giờ để cái khung cử vô nó là ngon. Nhưng không, em nó đã chọn công việc bánh mì. Trên đời thì không có cô gái giao bánh nào mà mặc qua da phấn tới nói mà trắng như bông bưởi, mặc vest nữa chứ. Giống Hoàng Trung không? Nhìn thấy giống Hoàng Trung không? Xin phép dừng cái cuộc nói chuyện vừa rồi cái. Hả? Tại nhỏ em tôi có ý kiến. Sao cưng? Ông xàm. Đây, nghe Văn Thương nói chuyện nè, không có xàm cho bên đó đâu. Trời. Thật ra khi mà em nhìn bạn ấy lái cái xe đi bán bánh mì là em thấy là cùng nghề với Đạt Chi á. Dạ. Rất là hy vọng là có thể là hát được như Đạt Chi, nhưng mà đến khi mà nhìn lại vào sân khấu thấy cái tướng ngồi này chắc không ổn. Không em ơi, nhiều khi người ta cố tình ta đánh lừa mình đó. Không, nhưng mà đúng là lên đồ đẹp trai thiệt luôn á. Anh Tiết Cương, với cái kinh nghiệm lâu năm trong nghề diễn của anh nhìn bạn này anh thấy thế nào? Nhìn trong cái clip á thì thấy bạn đó rất là nam tính. Nhưng mà cái tướng ngồi bán bánh mì thì nó lại ngược lại, cho nên cái nhân vật này có thể là người bí ẩn á. Chắc chắn là sự cố tình anh nè. Không, tại bán ế quá nên đổi thế ngồi anh. Bạn ấy biết diễn thì không có lý do gì mà bạn ấy chọn cái thế ngồi dày để trêu ngươi mình trơn. Giờ em cũng có bài hit bánh mì đó, em về cái hướng mà bên cái khu vực của em thấy làm sao? Cái thực ra là chưa bao giờ em bán bánh mì mà em ngồi cái thế ngồi này hết á. Sao ngồi được? Tại em ngồi bán bánh mì ấy là cái thế ngồi em mới ngồi gì nè. Không. Chứ không bao giờ mà em bán bánh mì mà bánh mì mà ngồi chảnh chén qua vậy. Cái việc bánh mì chụp lại đâu kịp. Đúng luôn. Còn Liên Hoa Trinh sao nè? Với cái tâm hồn văn thơ lãng mạn như em, nhìn người chắc cũng rất là tinh tế, em thấy sao? Xuất khẩu thành thơ liền coi. À, bánh mì đâu phải cho không? Bánh mì là phải trà bông topping. Topping có topping không? À, topping bánh mì có topping. Để giới thiệu quý vị, topping là mình bỏ đồ ăn thêm lên. Topping. À, bánh mì là phải trà bông topping. Được, 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 được. Nào, nhà thơ khác liền. Sao? Thấy sao? Đừng hòng qua khỏi Hà Chinh. Đừng hòng qua khỏi Hà Chinh. Bạn ngồi... Mày qua vòng 1, tao dinh mày về. Ok. Yes. Okay. Hay quá. Ủa sao nghe cái hơi giống như muốn loại con ta liền vậy trời. Không sao như hâm dọa vậy. Không có, nghiệp thương nhỏ. Nha, thương em, thương anh thương nha. Giang em thấy sao nè? Không hay, cái nhan sắc này không thể bánh mì à. Nhan sắc này đến đây để cho các bạn biết là tôi là người yêu nghệ thuật. Tôi là người có của. Và tôi đến đây để cho mọi người biết là tôi quý mọi người nên tôi đến. Nhưng mà bạn này không hẳn là hát không hay. Cho em sửa lại một tí đi. Mình nói cái nào nó phải đúng. Tại vì bạn này cái khả năng hát không hay sẽ cao hơn. Nhưng cũng có nhiều bạn con nhà giàu đồ hát cũng hay lắm em. Dạ. Ta nhà rảnh luyện karaoke đồ ca cũng được lắm. Chứ mày không đâu. Em tôi mới nói câu tôi thấy cũng đúng. Gì? Cho bên kia ba phải quá. Ba phải chứ. Đó là Hương. Mai mốt mà em mà có nói gì em nói lớn lớn cho cả nhà cùng nghe Hương. Khi em nói qua Giang thì Giang dịch lại, nhiều khi dịch thêm mắm dặm muối vô nữa em ăn tiếng. Nghe. Tiếp theo, đây, bán mỹ phẩm là cô này, chứ không phải ông số 1 nha Thành. Cô này mới là bán mỹ phẩm. Chị Sam ơi, chị giúp em để em thành. Trời ơi.
của chị đó. Trời ơi trời. Quá là ok, bạn này ok đấy, duyên dáng. Cô bé này là nhân viên của Sam. Bạn ấy tên là Sam. Dạ, đó là bạn ấy. À, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tách một tí xíu về cái sự make up của bạn này. Bạn này là tự make up nha, chương trình không hỗ trợ. Bộ đồ của bạn nha, chương trình không hỗ trợ. Đây là bộ đồ đẹp nha, thưa quý vị. Crop top bên trong nha, bụng không có mở như tôi. Vâng. Áo vest và tóc tự làm nha, hoặc tiệm có sự can thiệp của tiệm nha. Có sự can thiệp của Sam. 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 Đúng. À, đây là gà của Sam. Đinh đi biêu. Tới đây mục đích không phải là hát hò gì cả. À, quảng bá thương hiệu. Đó. Mục đích cá nhân. Loại. Ủa kỳ vậy? Vậy thôi. Em ơi, Sam nó cũng dễ thương. Nó đến đây làm khách mời với mình bao nhiêu trận rồi, tự nhiên giờ diện Sam loại bé này. Không, cái chuyện đó cái chuyện của nó anh. Em ghét ai mà vô đây cái mục đích cá nhân trục lợi chương trình không được. Chương trình em nhân văn lắm, cha mẹ các cháu cho con cái nó coi, đừng giáo dục các cháu. Đúng vậy, có bao giờ Thành mà vô đây mà quảng cáo là nhà hàng mình ở số mấy gì đó? Có bao giờ em nói nhà hàng em ở 23 tôi mới thấy quần nhất nha anh. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ em. Cái này mới quá đáng nghe. Không dưới 10 lần ta nói hai cái nhân vật chủ nhà này chuyên môn quảng cáo cái nhà hàng của mình. Em có bao giờ nói Thành, tôi có bao giờ nói là tôi có cái gì đó nhà hàng bên cầu Công Lý không? À, có bao giờ nói là mới mình có ai nói mà mới mở nhà hàng bên cầu Công Lý không? Cái nhà mà nhà khè mà tô xấu thiệt xấu ở đó đâu. Đúng không? Ừ, không bao giờ nói nha. Thì nhờ ơn em á Thành, nhờ ơn em giờ cả nước biết Giang mới có cái nhà hàng thứ ba ở chân cầu Công Lý, sơn màu vàng như cái chùa Hội An đó. Trời ơi trời. Ăn chay đó, ăn chay đó. Ăn chay đó trời. Thôi bây giờ nè, bỏ qua hai ông chủ nhà này đi, chưa chi đòi loại con ta. Đúng, anh nghe thánh thơ này. Trứng kia là của bé Sam. Trời, làm thơ nữa hả? Em thấy nhiều lúc anh xàm lắm nha. Nhưng mà cảm giác là cô này hát hay nha. Tự nhiên có cảm giác cô này hát hay á. Hương, em có cảm giác vậy không? Thật ra em chỉ cảm giác là hình như là Sam cũng có cho tí tiền và tài trợ, nên nếu mà loại bạn này nhiều khi tí em lại không có đồng nào ấy. Dạ đi, chốt của bé này liền. Chốt liền. Ok không? Ok được đó. Ok nha. Chết rồi, chết rồi. Chốt. Chết. Mua liền hả? Em mua liền. Mua liền số 2 vậy đó hả? Dạ. Ủa em hát bài gì? Bánh mì. À, nam nữ, nam nữ. Dạ. Đúng trời vậy. Trời ơi, trong lời bài hát của em có cái trứng nữa. Có cái trứng không? Bánh mì phải có trứng thêm. Bài ca phải có ban đêm ban ngày trắng đen. Trời ơi. Chúc mừng. Chúc mừng em. Gương mặt đại diện của thương hiệu mỹ phẩm Sam. Chọn luôn rồi. Chọn luôn. Chọn liền luôn. Chốt nha, chốt nha. Nhưng mà vậy nè, Văn Mai Hương được phép chọn ngay chỗ này để giành giật. Không, em chọn làm gì đâu, em nói vậy thôi để mọi người chọn á. Ừ. Trời, bé thâm thúy dễ sợ. Không, nói là ca hay. Rồi, để đó, đi tiếp nào. Cô gái bán sầu riêng số 3. Nguyên bộ đồ đen luôn ha, huyền bí. Công việc của cô ta là gì? Đến giờ tôi cũng chưa biết. Mời mọi người xem đi, rồi sẽ rõ. Cái nguồn tin mới nhất mà bà Nguyễn Thị Ngân cung cấp cho tôi, bé này làm nghề MC phim trường. Có nghĩa là những người phỏng vấn sau hậu trường rồi đó. Đứng ở trong hậu trường phỏng vấn nghệ sĩ, phỏng vấn người chơi này kia. À đó. Thế thì tức là bạn này là không hát được, chương trình cài vô thôi cho nó kiểu giống như đông người á. Nếu như bạn ấy làm công việc MC thì cũng có thể bạn ấy hát được à. Đây nghe đây, MC ở chốn phim trường. Trời ơi thơ nữa. Còn mình thì ở thiên đường hả anh? Rồi, xàm luôn. MC ở chỗ phim trường. Cái giọng chỉ hát thường thường thế thôi. Anh Cương, anh thấy sao anh Cương? Nãy giờ cái những cái nhân vật mà trong clip với ở phía ngoài á thì rất là khác biệt nhau. Còn riêng cái cô này á, tôi lại thấy á, cái trong clip với ở ngoài cái phong cách lại giống nhau. Thì thường á, những cái người mà quá thân nhiều á, thường là diễn viên. Còn cái cô này ở cái phong cách ở trong clip với ngoài giống nhau thì tôi nghĩ khả năng nhiều cổ là ca sĩ. Đó, nghe không? Người đi trước có thâm niên phân tích nghe nó hợp lý vô cùng luôn. Em không đồng tình đâu. Vậy chứ tại sao? Anh coi thơ nè, thơ bối là nó ra hết nè, anh coi lại nè. MC ở chốn phim trường. Giọng này
không thể có đường vô đây. Vô trong là cái hai. Vô trong vô đây. Đợi đi lại đi cho nó lại. Lại. Hai, ba. MC ở chốn phim trường. Trời ơi. Giọng này không thể có đường vô trong. Đúng. Bú lại bé nữa hả? Đây là có ý gì là không hát được? Không thôi là có thể là MC ở chốn phim trường. Bà này là ở anh Khương vừa đưa vô. Em thấy có sầu riêng. Đúng rồi. Bạn này có lẽ Khương vừa đưa vô. Người nhà. Người nhà. Người nhà hả? Nếu vậy thôi để lại đi em ơi, người nhà đừng đụng đến nha. Thôi lại. Chắc người nhà không dám đụng. Số 4. Số 4, ông bán nước mắm. Vậy mình coi coi cái bạn số 4 này công việc bên ngoài là gì nha. Nhân viên phục vụ. Chà. Nhân viên phục vụ gì mà mặt lấm lét. Nhân viên phục vụ mà lấm lét. Trời uống rồi. Thử chứ. Thử món chứ. Rồi. Không nghe được gì luôn. Các bạn có nghe cái bài gì không? Bài gì? Anh thật sự ngu ngốc. Phải không? Nó đó. Khúc ngốc á. Nó chửi mình á, nó chửi mình á. Được rồi. Thấy gì đâu mà không ngu. Mặt ngu luôn là ha. Thì đoán đi. Áo này là áo kiểu dạng thời trang kimono phải không? Dạ. Khoác khoác đồ style Nhật Bản rồi đó. Vận đồ này nãy có đeo bông tai. Là fashion. Fashion. Cool fashion nha, cool fashion. Chân mày vẽ hú hồn. Chân mày kéo như hai con trùng hổ nha. Đâu nha. Yeah. Đồ tự nhiên em ơi. Chân mày vẽ bén hơn con em tụi đội bên số 1 nha. Ở đây nếu mà hiểu cậu này không ai qua tôi. Sao gì vậy? Người quen em à? Vì sao? Cách đây một tiếng đồng hồ tôi gặp ấy trong toilet. Lại là câu chuyện về cái toilet. Em vừa đi vô thì cậu ấy chạy ra rất nhanh vì từ xa thấy em rồi. Chạy ra. Chạy vậy hả? Chạy rất nhanh. Lén la lén lút. Vì sợ em phát hiện ra tướng đi cũng như những bước chân trật nhịp. Ủa, lúc đó đâu có nhạc đâu mà biết trật nhịp. Trời ơi. Tại vì dù người ta chạy là ví dụ vậy nè. 2, 3. Đã là có nhịp nhàng rồi. Nhịp đều, nhịp đều. Nhịp đều, nhịp đều, nhịp rối. Không em ơi, cái đó anh ta kêu là nhịp săn cốp đấy em. Nhịp lỡ đó. Nhịp lỡ. Nhiều khi là người ta không có được gặp anh mà tự nhiên bị gặp anh thì người ta phải chạy. À. Bạn này ở mé thời trang, vệ sinh không khéo, trường Giang bắt bài. Ôi ơi. Không không, em lại nghĩ khác anh Giang á. Thế à? Em nghĩ là hát được. Hát được à? Với cả nếu mà lông mày mà vẽ đẹp thì chắc cũng giống Đạt Chi, chắc cũng ok. Nhưng mà lông mày em, lông mày thiệt. Lông mày thiệt luôn. Real, không em có vẽ. Thiệt ra lông mày thiệt, chứ không có vẽ đâu. Lông mày thiệt luôn á anh Thành. Thiệt. Trời ơi, em ơi, của nó dán lên đây nè. Chứ mày mà dán. Qua. Qua. Số 5. Số 5, bé bán bánh càm. Công việc của bạn ấy là biên kịch. Anh không nhạc bỏ em. Em không cho anh đi đâu. Cô tha cho tôi giùm đi. Tôi không có còn yêu cô nữa. Cô nhìn lại cái bản mặt mình đi. Hả? Con có chúng quỷ không? Hả? Anh chê em xấu. Vậy em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Anh cần làm gì em cũng sẽ làm. Tôi nói cô hoài mà cô không chịu hiểu. Cô đừng có bám theo tôi nữa. Cô tha cho tôi đi. Ê, 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 ê. Hay rồi đó. Hay rồi đó. Là giết đi. Là giết đi. Chà, nghe giọng sao rõ dữ ta. Có âm mưu gì không ta? Dở nha. Hay mặt thời thiện cảm lắm mà em. Không, không hay. Không em, hay à? Em cũng nghĩ bạn này hát dở. Nhưng mà chúng ta phải chú ý. Hả? Cái tiếng hồi nãy trong clip đó là không phải tiếng của cô này, là tiếng lòng. Ừ. Lòng tiếng. Bây giờ nè, bấm thơ để bói ra nè. Thôi thôi, tự đặt làm thơ nữa nè. Em sợ quá. Bạn này chắc hát không hay.
cầm nguyên rổ bánh lòi ngay ra liền. Ừ đúng rồi. Vậy đi. Cầm rổ bánh sao lòi là được luôn. Lòi chứ. Cái mặt cầm bánh không vui vẻ gì ai hết. Cái mặt cô này không nên bán bánh cam mà cổ phải bán bánh bao mới đúng. Ủa là sao? Không, nhưng mà cái cô này á, ở đây là bị make up nè, bị làm cho nhìn có vẻ là già hơn. Nguy hiểm có giá hơn. Rồi bị cái ông ánh sáng ông ghét nữa. Ánh sáng ông tán cái đèn vô mặt. Ừ. Chứ còn ở trong kia là cái mặt là non nớt cuộc đời. Rồi. Ca là cái dạng là đó, không quan tâm đến nhạc lý đó. Ừ. Em thì em thấy bạn này 50-50 không, cũng không không đến nỗi mà hát dở như mọi người nghĩ đâu. Vậy thì châu qua ha. Tiếp bạn số 6. Lẹ đi mất công ông bị giật điện nha. Công việc bỏng luôn đó, thợ điện. Chắc mìn, chắc bơm. Cái đỏ dây xanh đó, Hollywood rồi đó. 2 giây luôn. À! À, đó, cho mình nghe được cái tiếng la thất thanh đó. À, điện giật. Là có nghĩa là không thành công đó. Đó. Bị tai nạn đó. Đạt, em thấy sao? Nghĩa là có thể là bạn hát hay đó. Hát hay đó. Bạn hát hay đó. Nghe làm thơ nè. Nữa hả anh? Bấm tiếp. Bẻ điện mà bị kẹp tay. Chưa giật banh mỏ là may lắm rồi. Đúng. Mà hay không? Hay. Giang nghĩ rằng hay. Anh là đồng ý kiến với em, hay á. Hay á, em chọn bạn này. Hay không? Hay á. Tại vì bạn khi... này anh bị phiêu 50-50 thôi à. Rồi, bây giờ mình đi tiếp qua. Số 7. Mẹ anh nói đúng Thành, công việc của cổ bên ngoài là bán đồ sida, thiệt. Wow. Mẹ lờ, đồ thanh lý 10.000, ba cái 10.000 mấy anh chị ơi, Trời, sốc sắc quá, 10.000 mà. Dạ, đúng rồi ạ. Cái đồ này đi. À dạ, đúng đẹp lắm á. Đâu, nay cho nó xúc miệng xài giờ rồi bán rẻ cho họ cũng được. Giờ người ta cũng chịu khó mua đồ sida dữ lắm này, ta chỉ ăn. Muối chị đang chấm vợ nè, bây giờ cái này em bán được giá không được nè, dễ vệ sinh nè. Dạ, bây giờ máy mắng này rồi sao em bán, máy rồi này anh lấy không được đâu, máy rồi này người ta không mua đâu. Thì không thanh lý được thì em bán kèm đi, ví dụ bán cái quần nè, tặng tăm xỉa răng, rồi bán cái áo, tặng chai thuốc miệng, rồi bán con gấu này, tặng dễ vệ sinh nè. Dạ. Bạn này, ca hay. Đúng. Chính xác luôn. Tại sao? Hát rất là hay. Cho anh biết cái lý do. Tại vì người ta sẽ không cho biết cái giọng, có thể là giọng nó giọng lồng tiếng cũng phải giọng của không bạn. Phải em, bữa đó Thâu quên gắn micro nên Thâu không được âm thanh trời lòng nữa. Make up mà còn có má hồng. Bộ đồ như thế giọng không thể quèn. Hả? À, giọng không thể quèn. Chưa hiểu luôn. What? 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 Rồi. Tụi em còn. Make up mà có má hồng. Giọng này sẽ hát phiêu bồng cho coi. Ôi. Đó, vậy đi. Ít ra cũng phải có dấu chấm vậy chứ. Đúng rồi, đặt khi gỡ lại. Make up mà có má hồng. Đúng rồi, bỏ đi. Make up mà có má hồng. Bạn vừa cất tiếng là lòng không muốn. Rồi đó. Rồi. Nghĩ đi thiệt á. Qua. Chọn luôn không? Chọn luôn. Rồi, chọn ra cho tôi người hát không hay. 30 giây bắt đầu. Số 4 cũng có lẽ sàn đó. Số 7. Em nghĩ bạn ấy diễn hài quá. Hay là mình chọn số 4 nè. Thì 5 với 4 mà thôi, anh kêu ai trước. Với cái kiểu ngồi đó đâu có lấy cột hơi được. Sao cùng MTV chắc xàm luôn đó. Hết giờ. Mời đội trường Giang nè. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, ẩm thực rất quan trọng đến đời sống của chúng ta. Và ẩm thực để nổi tiếng trên toàn thế giới không hề đơn giản. Và Việt Nam có những món rất nổi tiếng. Rồi, sao? Trong đó có bánh mì. Đó. Tụi em đã hồi ý với chủ đề về ẩm thực và quyết định. Chết con em tôi rồi. Bạn bánh mì hát hay. Hay không? Hay. Mày ngồi cái hay. Tướng chảnh chi đáng ta chọn mày thế thiệt á. Chọn số 1. Đó. Rồi, chốt số 1. Còn Trúc Thành sao nào? Cuộc sống nó công bằng lắm quý vị. Trời sinh voi sinh cỏ. Trời ơi. Nghe không? Đã có bánh mì không thể mất bánh cam. Đúng. Cuộc đời luôn luôn có cái gì đó gọi là balance, ba lăng. Nghe không?
Thành thử ra bánh mì để đi, Cam ở lợi làm gì? Đi đi em. Vậy là bánh Cam tiễn em lên đường luôn hả? Dạ. Mì với Cam, hai em sẽ phải rời khỏi cuộc chơi ngày hôm nay, rời khỏi cái chợ chồm hổm của các em thôi. Vậy thì bây giờ muốn nghe bánh nào hát trước? Bánh mì đi. Bánh mì á? Ừ. Trai đẹp mời em lên đây. Thấy cái tướng ngồi này chắc không ổn. Có thể là người bí ẩn á. Không hay nha. Nhưng mà bạn này không hẳn là hát không hay. Lần nào gặp nhau là em biết tim mình như đã trao nửa rồi đây. Lần nào gặp nhau là em biết tim mình như đã trao nửa rồi đây. Yêu thì chưa mà sao ngẩn ngơ vẫn vỡ về ngày ấy. Tình là gì đây? Mong chờ nơi ấy. Đời khiến em quay cuồng, khiến em điên cuồng. You wanna chat, you wanna hold me, love me. Can say you love me, love me. Say my name. Bây giờ mình nói chuyện trước cho bạn nghỉ ngơi tí nè. Giang Mương hỏi anh bài gì đấy? What is love của chị Hà? Dạ đúng rồi, What is love của chị Hồ Công Hà. Thấy chưa anh? Đó, What is love? Đó. Đó là cái bài của Hà là What is love? What is love? Đâu phải bài đó đâu. Bài đó. Đúng rồi, bài đó. Dạ, đó là chị Hà nhưng mà đây, dạ đây là em hát. Hồ Hà là What is love? What is love? Còn bạn này là What is love? Hey! Anh sợ đó nha. Tự nhiên hát cái hết hồn muốn phóng xuống ghế luôn vậy đó. Mà có cảm giác giống như là giờ mình không vỗ tay chọi micro vô mặt mình á. Sợ nạt cái hết hồn cái gì. Thành đang bị sốc văn hóa. Bị vậy bao lâu rồi? Cũng lâu rồi Thành ơi, mới được cái trình độ cỡ đó cho em. Quá đầu công trời. Mà vậy không phải vừa đâu. Không mà bạn nhảy nhảy đẹp đúng em, không? Em mê nó quá. Cái thần thái nó làm mình hút mà không rờ mắt nó được luôn á. Cái năng lượng nó giống như cái cục pin mà bị sạc dư đó, hiểu không? Nó ra tới cái đoạn thằng nhỏ mệt mới đã. Nó nhảy mà mệt lắm rồi nhưng mà vẫn không chế không chết, chế không chết, để chế nhảy, để chế nhảy, để chế nhảy tới phút chót, chế không chết nha. Khúc cuối vẫn còn xúc cát mà. Ừ, xúc cát
đó, đào bới được lên. Rồi cuối cùng còn vô trái tim nữa mà. Vô trái tim nữa. Ngon chế luôn, đúng chết. Nhịp nha. Mê nhỏ này. Nhảy đúng nhịp, không trật nhịp nào trơn trọi, chỉ có hát là đi xa thôi. Đẹp đẽ, nhảy đẹp. Ừ. Chỉ có ca. Em tên gì nè? Dạ em tên là Trương Huỳnh Phúc, nhưng mà nghệ danh lấy trong nghề là Wambo. Wambo. Em có học nhảy ở đâu không mà nhảy tốt vậy? Dạ trước khi mà em học diễn viên thì em có nhảy. Em có học nhảy, với lại em có làm dancer trước, xong mới chuyển qua làm diễn viên. Đẹp đẽ, sáng sủa, nhảy hay, thích mắt, vui nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào em. Đội Trường Giang chính xác, chọn đúng. Thằng bé bán bánh mì, hát dở banh nóc. Còn đội Trấn Thành, em chọn bé bán bánh cam. Biết sao đây, lo nha. Lo đó. Thấy nãy giờ nó giận em lắm á chứ. Mời em gái. Hát hay quá. Hát được á. Nhạc này là hát hay rồi. Hay. Thần thái vô quá trời. Hát hay rồi. Hát hay chắc. Hay quá. Dở nha. Em cũng nghĩ bạn này hát dở. Bạn này chắc hát không hay. Cầm nguyên rổ bánh lòi ngay ra liền. Ca là cái dạng là đó, không quan tâm đến nhạc lý đó. Bông tôi cứ thế dẫn lối, sẽ có em vào trong những màn mưa. Bông tôi cứ thế dẫn lối, sẽ có em vào trong những màn mưa. Thấy chưa, thấy em nói rách không? Rơi tương tôi ấp thôi, em phải lo bỏ qua giấc ngủ trưa. Chẳng giống như ta hồi xưa, vui đùa bao mùa, đây dường như là thiên đường. Vậy sao giờ đây mọi thứ quá tầm thường? Gió cuốn gió rét, gió thét, tên của ai đằng sau ta màn thưa. Ring ring ding ding dong dong, tin của ai nhắn em đã ngủ trưa. Còn chờ gì đằng sau cơn mưa, khi người ta đã nói anh không cần em nữa. Không cần, không cần, không cần. Oh baby, ôi 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 yeah. Sao em cứ luôn phải đau buồn thế, như bông hoa đang úa tan gần kề. Chuyện tình yêu vốn mãi luôn, đâu phải dễ. Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề. Ai biết đâu ai đã đem lòng say mê. Còn chờ gì đằng sau cơn mưa, khi người ta đã nói anh không cần em nữa. Không cần, không cần, không cần. Oh baby, ôi 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 ơi. Sao em cứ luôn phải đau buồn thế, như bông hoa đang úa tan gần kề. Chuyện tình yêu vốn mãi luôn, đâu phải dễ. Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề. Ai biết đâu ai đã đem lòng say mê. Xa xa đã xa, giờ đây chỉ còn hai chúng ta. Trong đêm giữ gió đông lạnh giá. Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề. Ai biết đâu à. Đã đem lòng say mê.
Trời ơi là trời. Chị ta xinh xắn vậy đó. Đây là hay vậy đó. Anh ơi em sai nha. Thiệt cái này là xin lỗi thiệt nha. Trong cái clip cái mặt cũng hề hề. Trời ơi nó bước ra cái đèn mà chiếu vô cái em nó thôi chết rồi xin ơi sai rồi. Ở đằng xa cái nó tối quá không thấy cái mặt. Mà một mình Trấn Thành sai không nói. Viết nhạc chẳng chút âm nhạc gì chán. Không đúng là khi mà bạn ngồi thì lại khác mà khi bạn đứng em nói rồi xong. Anh có ai? Ủa vậy sao số 1 ngồi mà Giang Minh Hương biết? Số 1 nó ngồi ngay cái bìa này gần gần mình quất nó lẹ. Em giới thiệu về em đi. Dạ em tên là Nhật Đông và nghệ danh của em là Đông Đông ạ. Đông Đông. Wow. Em làm nghệ thuật à? Dạ dạ vâng ạ. Hiện tại em đang là thành viên của nhóm nhạc 10 người Ohio. Bé này hay, mai mốt làm live show, nó live show Đông Đông. Nghe thấy là có khách liền. Làm live show Đông Đông. Ừ. Thấy bán vé được rồi á. Nghe bán vé được ngon chứ. Em bài nãy bài gì hay quá. Dạ đây là bài Không Cần ạ. Không Cần của ai ca? Dạ của ca sĩ Đinh Hương. À hay á, em hát cái bài đó hay á. Vậy mà nãy làm thơ em ơi em ơi em về đi em. Được. Anh trai nha nè. Nhỏ mới 16 tuổi à. Đâu cái bài anh Thành hát luôn đó. Gì cơ? Anh thường xưa ngu ngốc. Ngốc nha. Ngốc thiệt, cái này ngốc thiệt này ngốc. Thì nha. Bây giờ phải đền bù cho anh ta chứ. 2 triệu em ơi. Mình lấy đưa cho người ta nhạc sản xuất gì đâu. Sorry em. Quang Hỷ em ơi, Quang Hỷ xã xí xóa Quang Hỷ em ơi. Cảm ơn Đông Đông, chào em. Nhỏ đẹp quá, bận bộ đồ cá tính nhỏ. Như vậy là ở vòng đầu tiên, đội Trấn Thành thua mất 2 triệu của Đạt Di rồi em nha. Em biết không, bởi vì á chủ nhà người ta không có phải tốn tiền để người ta trả cho người bị chơi, bị loại. Dạ. Cho nên là người ta góp ý mạnh miệng lắm. Đó. Nhưng mình là cái người phải trả tiền này, cho nên phải cân nhắc à. Hai đứa em nó có đồng tình chứ em đâu dám chọn bậy. Đúng rồi, tụi em có đồng tình chung nhau hết á. Dạ. Sai thôi. Ừ, vậy thôi trả 2 triệu vừa lắm. Anh thanh thiện lắm luôn, anh thanh thiện lắm. Thua kèo này mình bài kèo khác. Dạ. Để coi bài được hay không. Qua vòng 2 có cơ hội cho các bạn bài kèo đây. Vòng 2 siêu diễn bắt đầu. Cuộc sống đâu làm chút điều gì. Trời ơi, tính thấm xuống coi mà coi không kịp. Ôi cái chứng thiệt đó anh ơi. Chứng thiệt lộn luộc rồi. Đạt gì? Em làm diện bé mà bé đau khổ dữ vậy. Em không biết luôn. Có hứa hẹn gì với anh ta không? Thì đó em chọn bạn đó. Nghĩa ơi. Sao vậy? Hoài nghi hả? Trong những bước đi loạn choạng ấy. Những bước đi rớt nhịp mình nhận ra. Em chợt thấy tim mình đau nhói. Sao em loại con số 5 để hốt một cái mớ hàng hỗn độn như thế này? Sao nó đi mà nó xịn quá vậy anh? Em ơi, tâm trạng em ơi. Tâm trạng nhân vật. Tức là đến với Đạt mà cần phải bày tỏ cái sự đau khổ. Cho nên bước đi nó không vững vàng thôi em. Nó có đi, trước khi nó đi quay nó có đẩy miếng chuối hộp với sô chu gì không? Không. Mà sao nó đi loạn choạng vậy thôi chứ lát hát nhịp vững vàng lắm. Không mà làm có nhịp mà anh. Mọi thứ đều rất nhịp nhàng mà. Làm có nhịp. Anh lo quá bé ơi. Đâu phải có nhịp là hát hay đâu. Hả? Đâu phải có nhịp là hát hay đâu. Em đi quốc em đâu cũng có đi đúng nhịp đâu. Không, em nghĩ tim mình nên vững tin lên. Tin em ơi, mình tin chứ. Chỉ là một cái tín hiệu thôi. Thấy Đạt Di là trứng rụng đập đập đập. Hả? Chỉ vậy thôi. Trời ơi. Tương lai của Đạt không sáng sủa lắm đâu. Không, nó sẽ sáng đó. Thì sáng vậy. Cười nó cười kìa. Trời ơi, chị nghĩ là đến vòng 3 là sẽ là sẽ đánh ngang tai đấy em. Thành ơi, không mấy giờ móc điện thoại ra gọi cho bé Sam kiểm chứng liền lập tức coi. Nhân viên của Sam nè. Sam, mày có đẩy con nào tên Sam qua đây không? Hả? Sam nói chắc không tới nổi anh. Hy vọng vậy đi. Cứ nghĩ gì đi cho đời nó tươi nha. Tiếp theo, số 3. Nãy giờ anh Tiết Cương ngồi cái tấm tắc. Con bé này chắc ca sĩ quá à. Nhìn cái dáng có bộ chất chất hay hay nha. Tiết Cương kết, Tiết Cương kết.
Thì anh mới hỏi, ủa anh, gu của anh là con bé đó đó hả? Sao ngồi khen hoài vậy? Em gái, mời em ra đây để cho mọi người rõ mặt nha. Coi cái gu anh Cương sao. Cà Mau em ơi, Cà Mau đây, lẹ lẹ đi cưng. Xin chào ghê. Rồi ngồi băng sau ha. Ok chạy băng tài ơi. Huê thắng tiên. Trên chuyến xe lam đông người chiều. Nắng quá, che giàn này đi bà con ơi. Xui mình không quen mà ngồi bên nhau. Rồi không hề nghe một cái giọng nam nào nó cất lên trơn trọi. Rồi lấy gì đoán trời. Vẫn ngồi yên đây. Đâu, mình đoán số 3 mà. Ủa trời, làm tôi quán luôn, tôi không biết ai luôn á trời. Nè, luôn nãy giờ cái dòng này là con Khởi My anh. Chứ không phải là bên... bên đây hả? Trúc Nhân, không phải, này Khởi My. Tự nhiên làm anh bị qua mắt, bị quán luôn á. Thôi mời hai hành khách anh ơi, xuống xe. Thằng lơ xe nó kéo màn chậm. Em vẫn thấy được hai chữ đầu. Hai chữ đầu. Nhờ thấy hai chữ đầu em lo nữa. Ủa lo hả? Lo. Em thấy con bé này có bộ nó hay hơn số 2 của em rồi anh ơi. Với người cao niên nhất ở đây ta nói nè. Cái khi cái nhạc dạo xong á, cái cổ vô cái câu đầu, mặc dù cổ nhép nhưng cái cảm giác giống như cổ đang hát thật vậy đó. Có nghĩa là cổ có cảm nhạc. Vậy là hy vọng không anh? Hy vọng là cổ hát hay. Hương, em nghĩ rằng hay hả? Không biết phải nói sao nhưng mà em nghĩ bạn này hát được. Hát được ha. Cho nên là anh Thành. Anh Thành hãy lo đi. Rồi. Em còn niềm tin vô gia đình mình không? Em vẫn còn niềm tin, mình vẫn còn trứng. Mình chấp rụng luôn. Còn trứng. Còn không? Còn còn không? Còn mấy gỗ luôn, 4 gỗ luôn. Dạ. Còn 4 gỗ trứng. Em hy vọng nha, tới vòng cuối trứng nó nở hết nè. Tiếp theo, mời ông bán nước mắm số 4. Ê, trời mát rồi, đóng màn lại thôi bà con ơi. Em ơi chờ anh về. Hết rồi Hương ơi. Tính chạy quá bóng kịp. Nghe chết. Tại vì trời, xe tới khúc, bến rồi. Mấy cái khúc đó ngồi đây là không có thấy gì hết trơn. Xe đi tới bến rồi, cô kia cô xuống trước thì ông này cũng phải rượt theo. Có cách nào quýnh thằng Lơ được không? Sao quýnh ta? Nãy giờ là nó ra lại nên nó phá mình chứ mấy không đâu cái thằng này thiệt. Em nó có làm gì đâu, nó kéo màn là cho em thấy luôn còn muốn gì nữa. Anh mày tính qua cái trạm dừng nó gần đây thôi. Anh ơi. Sao vậy? Tụi nó cài người vô đó. Cài người hả? Bé số 3 này nó dính rồi, nó cài số 4 với số 2, hai cái gọng kìm nó giáp số 3 lợi nó đẩy vô một phát. Vậy là em bậy em dính một mé. Vậy là số 4 theo em là sao? Số 4 là bạn số 2. Ồ. Số 4 em có thể chắc đến 90% là hát hay. Hát hay được là với Trấn Thành. Trời ơi sao mày hát hay nhiều quá vậy? Niềm tin nào mà em chắc đến 90%? Không, tại vì bình thường mọi người sẽ chỉ để ý mấy cái lang thang các bạn đi ra đây diễn thôi. Nhưng mà khi mà các bạn đó, một trong những bạn này diễn thì em có để ý các bạn đằng sau nữa. Thì khi mà cái bạn số 5 vừa đây bạn lên hát thì cái bạn số 4 này là người duy nhất ngồi rung người, lắc đầu, tay và chân rất đúng nhịp và có một cái sự cảm nhạc ở bà sai rồi, đó, bà nét ơi. Mặt không hề. Là bạn mỗi á, bạn nè, chị sao? Dạ. Cái nét đó nét DJ nha. Dạ ok, lấy DJ 80% DJ hát dở nha. Thôi được rồi, bây giờ em cứ nói là bạn ấy hát hay đi. Rồi tí nếu chẳng may bạn hát dở tua lại đoạn này. Anh Nghĩa rất thẳng thắn. Cái đoạn thằng bé nó chụp nhỏ đó anh à. Nó chụp nó ra đây nó dướng anh nó dướng. Nó bị lố. Lố nè, thấy đúng không, thấy đúng không? Cái mép mỏ. Đây, lại một cái mép mỏ ngay khúc này. Mà cái mép mỏ đó nói lên điều gì? Nó không vô anh. Người ta em ơi chờ anh về lại. Vậy người ta là không em. Có khi nào bé nó nghĩ rằng là nó núp được sau đây cho nên nó nép thờ ơ thôi. Hời hợt phải không? Ai dè đâu lố đà lú rồi chút xíu cái mép mỏ. Ý là nó là hời hợt phải không? Ừ. Vậy là anh muốn gì? Ai biết đâu. Tức là anh nghĩ rằng bé nhiều khi nó nghĩ an toàn núp trong đây rồi, không cần phải nó nhép. Nó là bạn số 2. Bạn số 2. Hai đứa không ổn kẹp nhỏ số 3 lợ. Ừ.
chia buồn với em thôi, biết nói gì giờ? Thì biết nói gì giờ, em chín một mé. Riêng cái ca này thì anh lại đồng ý với Trấn Thành á. Dạ. Là cái bạn số 4 á là sư huynh của số 2 chứ không phải là bạn nữa. Sư huynh luôn. Sư huynh. Nó chụp mà nó chụp đâu có dính. Không dính một cái gì. Chạy ghê lắm, con kia nó chạy ghê lắm. Nó chạy tới đây là nó biết phải dừng. Để nó dừng cái nhịp nó hay lắm. Để đúng rồi. Nè. Anh Thành. Nãy giờ là lập luận của anh là phán vỡ những bức trứng còn lại của đội mình rồi đó. Em. Niềm tin em vỡ bụng luôn á. Anh làm upline em ăn liền tại chỗ luôn nghe. Anh tự tán vô mặt anh luôn. Hay chết mình rồi Đạt ơi. Số 4, em hãy ở yên đó, mọi người rất hoài nghi về em. Số 6, ngồi nãy giờ chắc cũng muốn ngủ gục rồi, ra đây diễn cho mọi người coi cười vui đi em. Một cái câu em lùi bước thôi mà nguyên showbiz tràn lên coi mặt. Phải nói rằng trong cái phần diễn vừa rồi là Ngân thua mình, đúng không? Muốn nghĩ rằng con quay cái lưng lại không làm nó tính khó mình, nó tính sai rồi. Sai. Đâu ngờ mình lẹ dữ vậy. Ngân em còn non lắm. Trời ơi trời, mục đích của bả là để cho mọi người phải chạy lên xem, nhưng mọi người không chịu xem phía sau. Tôi với gương ngồi xem phía sau thấy hết. Hay hơn. Cái cú mấy cái cú bình thường á là xem phía trước, còn cú này là xem phía sau. Đó, hồi nãy đi nè. Tôi lùi bước á. Đánh cái vòng ba vậy đó hả? Người ta đâu có đi tướng cùng dịch dữ vậy. Người ta đâu có đi cùng chân cùng tay vậy. Chính xác. Nhưng mà hát dở. Tại sao? Chi tiết nào? Đứng chung với bà số 2. Cái mồm trông không có nhiệt huyết. Mồm không trông không nhiệt huyết. Hình như cái cậu này em đoán là dancer hả gì á. Mồm mà nhiệt huyết cái gì? Ê, em thử làm mồm nhiệt huyết coi. Vậy là nhiệt huyết à? Cái đó là bị điên em ơi. Tại vì em nghĩ là người ta chỉ diễn để người ta được vào trong thôi. Nhưng chứ. Mà thiệt sự ra mà nói, số 6 cái khả năng banh nóc cao á. Vậy là bạn bà số 2 luôn đó hả? Bạn bà số 2 của em luôn á. Dạ. Thấy diễn chung là thấy bây giờ số 2 em còn hy vọng duy nhất là con bé số 7 này. Chị bãi mà chỉ bước ra mà chị nhép xàm một cái, chị nhép hay một cái nó thôi là rầu cho cuộc đời tụi em bán bánh mì rồi. Vậy thì bây giờ mời em số 7. Trời. Nước lũ dâng cao có bà sợ chìm bà chạy. Từ lúc anh Giang nói là anh Giang nhìn cái nét ở đằng sau, xong là không ai chạy lên trên nhìn cái nét đằng trước. Trời. Những bước lùi. Đúng. Những bước lùi nó đen. Này, ôi là chân trái. Đúng. Nước lũ dâng cao là chân trái. Hay. Hay. Ủa sao hay vậy ta? Khoan. Hương anh hỏi em là Hương, em đi hát bao nhiêu năm rồi, có bao giờ em hát mà em canh từng bước lùi không? Ôi. Có giờ em làm gì không? Quá ghét. Cái dáng anh hèn thiệt á nghĩa. Cái dáng anh đi như là mấy ông quan huyện hồi xưa. Y như những kịch dân gian vậy đó phải không? Anh nghĩa, nhưng mà nó đúng. Đúng hả? Sao con bé nó vô nhịp vô nhàng quá, em lo cho con số 2 em. Lúc bạn bé mới bước ra đây thôi, anh nói với anh Tiết Cương liền, bé nó đi rất có hồn nghe, chứ không phải là loạn choạng đâu. Con bé nó đi có hồn, em mới hết hồn bên này. Sao em nghĩ sao? Chắc là em vẫn mong là bạn hát dở để cho số 2 của em nó ok chứ giờ sao. Cái niềm tin của em mong manh lắm. Trời trời, số 2 của em rồi quá ok luôn. Trời ơi Thành ơi, anh thấy cái mặt của em buồn thấy rõ đó Thành. Hay cái khả năng mà nói không nên là nói không nên lời, thôi giờ tự nói với đội mình đi nghe. Bàn bạc tính toán mình lựa ra gương mặt nào mình cho là hát dở giùm anh cái 30 giây bắt đầu. Đúng rồi. Đó đó. Số 4 đó nha. Thằng số 4 mới thằng chỉnh điện đó. Bên đây chắc chắn chọn số 6 rồi. Chắc chắn chọn số 6 rồi. Em cũng thấy có màu diễn lắm. Họ đang chọn số 6 luôn á. Mình đẩy thằng bánh điện đi. Mình chọn số 3 được không? Cho DJ nó mới mắm chút đi. Số 3 là hát hay chắc rồi đó. Số 3 hát hay. Chết mình rồi. Nãy mình vội quá. Hết giờ. Đội Trấn Thành nghĩ ra chưa?
em chọn số mấy nè? Dạ thưa anh, mặc dù tâm trạng đầu em đang trên bờ vực phá sản nhưng mà tụi em vẫn ráng giữ được cái sự bình tĩnh uy nghi để đi nốt đoạn đường còn lại. Thưa quý vị bà con quan viên hai họ, hôm nay gia đình chúng tôi có vội vã lấy cháu về làm dâu. Nhưng mà sau một thời gian nghiên cứu về cách sinh hoạt của cháu, chúng tôi hoài nghi nhiều điều về hòa nhà gái. Thành thử ra là, nói chung là thưa quý vị, tình yêu mà mày dội quá. Ba chọn cô con á. Ba bậy rồi. Thôi anh, nhà sao nghèo phải cho thằng Tèo nó đi học. Học chứ. Cho nó đi học luôn đi học anh. Học chứ. Học mới lớp 2. Học mới lớp 2 cô giáo nghỉ. Tại vì thưa anh Xui. Sao? Tôi thì tôi nói như thế này. Hiện nay thì các cháu nó có đứa nào nó cũng bán buôn. Đứa bán trứng, nghe không? Đứa bán sầu riêng, đứa trái cây, đứa nước mắm, đứa là áo quần. Chỉ có con nhỏ này cái nghề nghiệp nó không ổn định. Nên biết ngay là chọn rồi. Dây điện, dây nhợ đồ. Tôi sợ nó bị giật. Sợ giật anh à. Thành thử ra thôi cho cháu nó về nghỉ ngơi. Dạ. Vậy là chọn bé dây điện hả? Dây điện anh ơi. Số anh, sao? Anh có nghe mà người ta nói ca chạm dây không? Có. Là nó đó. Vậy ha. Dạ. Để coi. Gia đình Trường Giang thì sao? Bây giờ còn lại, sau khi số 6 được chọn là còn lại 2, 3, 4 và 7. 3, 4, 7 có khả năng là hát hay. 3 là 2. Thật ra là... bây giờ mà mình chọn mà người nào mà người ta nữ mà người ta hát hay thì đội anh Thành cũng vẫn bị nhục mà đúng không? Số 2 chắc chắn hát dở. Tôi đề nghị chị ở trên thị thành, chị đừng có khinh khi gia đình tôi. Chị ăn nói tôn trọng gia đình tôi một tí. Dâu gì đi nữa thì cháu tôi nó cũng là nhạc sĩ producer. Chị đừng có nói chuyện mà chị dè biểu như vậy. Đúng thì... mình. Dạ không ấy, lấy mấy triệu ra ngồi để dằn cọc cho sẵn. Thiệt hả cháu? Dạ. Tôi ghét tôi dằn chị vậy đó. Thì gia đình bên đây thật lòng, thật tâm trong lòng là hết chỗ dở để chọn, có một chỗ số 2 mà. Thôi thì giờ cái móc 2 triệu để sẵn đi, coi như mình mang niềm vui cho chương trình vậy thôi. Tụi em vẫn móc 2 triệu nhưng làm công quả sau đây. Công quả. Chúng tôi xin làm công việc thiện nguyện. Anh Tiết Cương cũng đã lớn tuổi. Đúng rồi. Nên đừng có để nhiễu nhương. Và ảnh cũng đã lâu rồi chưa biết đến tình yêu. Thôi em với Giang Hương xin quá duyên cho anh cái. Mời anh Cương chọn. Mời anh Cương chọn vị trí số 3. Mời anh Cương chọn mà nhắc lên vị trí số 3. Đó, anh chọn đi. Gu anh Cương. Không, ngay từ đầu tôi nói là cô ấy hát hay nên tôi đâu có lỗi. Anh chọn để được gần cô ấy hơn. Anh Cương cái ông bị gì Giang nói. Giờ ba cái số còn lại số nào nghĩ rằng cũng hát hay hết. Cho nên là thôi, coi như làm công quả, quá duyên cho anh vô cô số 3. Ý là vậy. À vậy à. Được ha. Rồi, chụp. Được. Như vậy là các bạn chọn số 3 và số 6. Mời anh Thợ Điện ở đây hát cho mọi người nghe ha. Mình nói vậy. Mời em. Bà hát hay đó. Hát dở. Bà nóc cao á. Anh không xin lỗi em đâu. Anh sẽ khiến em cô đơn. Anh không xin lỗi em đâu. Anh sẽ khiến em cô đơn. Anh không muốn cứ vấn chân vì đôi mắt anh đang bận mệt. Cùng những điều hay cho anh em nói yeah, oh yeah, oh yeah. Thay vì cứ tỏ tình sao em không nói yeah, oh yeah. Có tên anh đi oh yeah. Stop, stop, baby. Anh đang đi vào khu vườn làm em sướng lên bài tình ca vì anh đây từ xưa thế mà.
không yêu như bao anh ngoài kia. Không cần nói nhưng rất tin cậy, vì anh là vậy. Come on man, oh baby, baby. Vì anh là vậy. Come on man, oh baby, baby. Vì anh là vậy. Xin em tôi cho con nước mắt lần dài, rơi lên như trời hoa đêm ngày mai. Sự thật là anh chưa muốn bên ai. Ngoài em xin đừng giận hơn làm chi. Giờ vào đi, thay vì cứ thao lãng. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Thay vì cứ tắt đi sao em không nói yeah. Oh yeah, oh yeah, gọi tên anh đi. Oh yeah, oh yeah. Anh đang đi vào khu vườn làm em sướng lên bài tình ca. Vì anh đây từ xưa thế mà. Không yêu như bao anh ngoài kia. Không cần nói nhưng rất tin cậy. Vì anh là vậy. Come on man, oh baby, baby. Vì anh là vậy. Come on man, oh baby, my lady. Vì anh là vậy. Give me one night, give me one night, give me one night to get into your dear mind. Give me one night, give me one night, give me one night to get into your dear mind. Cảm ơn mấy em Vũ Công. Em trai, không lẽ giờ anh kia cầm cộng dây điện lên chích điện mấy cái con người này. Anh Nghĩa ơi, lời nói không mất tiền mua, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Trời ơi trời, trời ơi mình ơi, mình điên luôn hả? Mình bị dây điện giật rồi hả? Mới đây hôm nó cắm rồi đó mà giật lấy mình rồi hả? Ủa chứ hai câu đó là nói hai câu khác bé nhau không à? Còn non nước gì hết trơn trời. Cháu trai à, để bác nói cháu nghe. Trong đường đời mà, thấy không, đường thênh thang, thấy không, cuộc đời mình sẽ có những lúc mình phải có những sự vấp ngã. Đây chỉ là bước đầu tiên để cháu trưởng thành thôi. Thiệt ra bác mới là người vấp ngã đó. Bác chọn sai là bác vấp ngã rồi bác ơi. Thôi, gia đình bác thì cũng coi như mắt mũi kèm nhèm, coi như cũng thay mặt cho gia đình nói lời chia buồn với cả. Qua hỏi em câu thôi. Hỏi đó học nhạc đâu ạ? Ba, coi chú Giang rồi ba. Thôi Giang ơi, nói gì người ta Thành bên đây cũng ca sĩ bao nhiêu năm, cũng học trường này trường kia, về mà nãy dòm cái sau lưng rồi cũng nói nhỏ ca dở đó. Còn đợi ba. Không có nói, em nói là cái miệng không có nhiệt huyết. Cái miệng không nhiệt huyết nha. Cái miệng không nhiệt huyết. Con nhớ nha con trai. Trong khi thằng bé vừa rồi nó nhảy súp sổ mồ hôi ra mà em kêu nhỏ không nhiệt huyết. Gia đình em có lỗi nên em ngậm miệng, em ngậm cỏ cắn dành, em im lặng. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa, anh Chui ơi, anh đợi cho em một ngày nào đó. Anh Nghĩa ơi, chờ chỉ một ngày nào đó thôi. Chị một ngày bên này xa chân thôi, em sẽ quay qua em à, em kêu con trai em qua Thịnh An cô giáo, cái cô gái ngồi có cái nơ đằng sau lưng. Anh yên tâm, ngày đó rồi sẽ đến. Không biết tới hay không mà anh thấy ngày của nhà em tới trước rồi đó, đó. Đúng không? Trời ơi trời. Bây giờ tôi đang nghi ngờ cái bài bánh mì không rồi buồn của anh rồi xôi lá chuối gì đó là người khác viết. Đúng rồi. Bà không, nhưng bà. Mà nhưng mà nhà mình đường cái nhà mình có tiền bà. Có tiền đó, có điều kiện. Nhà mình có điều kiện mà bà. Đây là hành trang khởi nghiệp của con. Đây, 2 triệu đồng này cháu nó sẽ làm nên kỳ tích, thưa quý vị, vỗ tay. Lẽ ra thằng nhỏ được tới 10 triệu thì may ra mới có kỳ tích với 2 triệu rồi làm gì vậy trời. Là, em trai bị loại buồn hay không? Dạ không ạ. Trời cao có mắt. Em... nãy giờ tới bên mình quá trời. Rồi giờ nghe cái giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Nguyễn Quang Khang, năm nay 17 tuổi, hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và 17 tuổi là còn đi học. 17 tuổi đi về lo đi học đi. Học lớp 11 hả? Dạ đúng rồi. Lớp 11. Binh nó nãy giờ nó nện vô câu. Đây, lấy 2 triệu về đồ dưỡng da cho đẹp lợi, đẹp trai vậy là dễ, khán giả dễ thương lắm cho con. Cố gắng lên. Rồi, chào tạm biệt.
Ủa hình như lần này là lần thứ hai móc tiền ra trả cho anh ta rồi phải không Đạt? Dạ. Gia đình em không có gì ngoài điều kiện. Anh Nghĩa ơi, mấy miếng đất à? Nỗi đau chưa dừng lại ở đây. Con chuẩn bị thỉnh an chị nha con. Dạ. Bye bye. Dở nha. Em cũng nghĩ bạn này hát dở. Khả năng nhiều cổ là ca sĩ. Em thấy con bé này có bộ nó hay hơn số 2 của em rồi anh ơi. Không biết phải nói sao nhưng mà em nghĩ bạn này hát được. Gái hát hay cái như mình nở mày nữa. Ca hay chắc rồi. Ca hay nghe em, ca hay. Hay á, hát hay á. Đừng buồn chiều mưa rơi, từng ngày bước chân. Đừng buồn chiều mưa rơi, từng ngày bước chân. Chỗ nào cũng hay mà. Đừng nhìn đầu như kia quen thuộc, cứ hiện lên làm em thấy buồn. Hình như anh đang vui vì thấy anh mỉm cười rất tươi. Nắm tay anh rồi ai đó ôm anh, mắt nhẹ cay vì phút yêu mềm. Thời gian trôi qua mà em vẫn giữ những tấm hình của đôi ta. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau, anh luôn vẫn chờ làm gì có ai thương em như vậy. Mình hướng về nơi Thí Cương. Anh trả lời câu hỏi của em luôn là có anh thương em. Đạt ơi, đi qua hỏi thăm chị. Dạ, chị Hương. Xin lỗi, đây lại không phải sự lựa chọn của chị. Nhưng mà nãy Trường Giang cũng có nói rất là rõ ràng. Trường Giang cũng nghĩ rằng bạn này hát hay. Đúng rồi, bọn em đều nghĩ là hay. Nhưng thưa anh, rõ ràng là họ không có nhãn quan. Bởi vì khi cái ngừ của em hát hay có nghĩa là đâu đó trong dân gian vẫn tồn tại một giọng hát chói lòa. Do họ tìm không ra thôi, đúng không anh Nghĩa? Vấn đề là họ nghĩ rằng cái người hát còn lại mà dở là người của em chọn đó. Kính thưa anh chị, tôi cũng là một người làm cậu mang lương cho chương trình. Nhỏ em tới đây, nó nói là
Số 4 hát hay, để đó em giải quyết. Ông anh tôi thì nói số 3 hay, nhưng anh thích lắm. Hai người ở lại chơi đi. Tôi quá mệt rồi. Em giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên cho em xin chào anh Đại Nghĩa, chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang và các anh chị khách mời cùng với tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Việt Ngân. Hiện tại em đang là talent, là một thành viên của nhóm nhạc nữ Ohio Girl Band ạ. Ồ, vậy hồi nãy bảng số 5, chứ bảng số 3 là một... chung nhóm đó. Ê, Tôi lại. Hèn gì đứa nào nó cũng biết make up. Ê. Nhưng mà sợ số 2 không phải trong tựa Ohio không bạn? Số 2 là trong nhóm đó luôn. Tại mấy bà kia mặc đồ đen mà. Nãy số 5 áo đen, giờ số 7 áo đen, nghi chung băng. Em có niềm tin chắc là Ohio luôn. Tại nhóm nó đông người lắm mà đi cát là cát một lượt. Vậy con, đúng không vậy, vậy con số 7 hay không lẽ nó bên HBO quá. Em bậy rồi Trinh ơi. Không, nè, có niềm tin lên. Hồi nãy anh Thành nói là em có khả năng đi xa. Mà người ta có câu là muốn đi nhanh là đi một mình, mà muốn đi xa phải đi cùng nhau. Lên đi cùng nhau với em đó. Ngay từ đầu anh đã chọn em là hát hay đúng không? Nhưng mà anh bị người ta dùng quyền quy và thế lực. Trời ơi, trời ơi. Buộc anh phải quên bỏ tình em. Anh Cương ơi, anh Cương anh rớt cái lòng thành thật ở đây nè. Trời ơi, bà xã ơi, hay quá mình ơi. Em hiểu không, trong một cái tập thể có 3 người mà hai người họ đã là một đội rồi. Thì coi như anh không đủ không? Hai người họ là một đôi. Anh nói quá, không mấy giờ thôi hai người nắm tay nhau về cầm 2 triệu là thành hôn luôn đi. Đi chung vô hả? Trời ơi. Trời ơi. Có cái vụ đi chung nữa. Nói đi con, chú buông tha con đi, nói đi. Ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng. Vòng này thì tất cả mọi cái gì ẩn giấu sẽ bị trưng hết ra ngoài ánh sáng. Anh vậy á? Anh thấy này giống chơi ma sói không? Giống như là rình bắt mấy con sói phải không? Còn một con sói đang lẩn khuất đâu đây? Yes! Con sói đó ở vị trí nào? Số 2, số 4 hay số 7? Qua dòng này, con sói nó sẽ lố diện. Thưa quý vị, bữa nay chúng tôi giống như đang chơi cái trò chơi quen thuộc của giới trẻ bây giờ, ma sói. Trong 3 nhân vật đứng ở đây, có một con sói đang ẩn mình. Anh Nghĩa, tự nhiên tới vòng thứ 3, tự nhiên gia đình em vững dạ lên liền anh. Sao cảm xúc em nó trồi sụt vậy? Không anh, tại vì cái thái độ thách thức của cái gia đình bên kia em ghét quá. Mà bị gì tụi em đâu tới nổi anh. Anh hiểu anh nói không? Tụi em lỡ là thằng bé số 5 nó ra trong cái khó cái sai nó ló cái khôn. Anh ơi, cái khó cái sai nó ló còn là gì? Có nghĩa là trời ơi, ta đem siêu chân thành luôn. Có nghĩa là cái câu nó là trong cái khó nó ló cái khôn. Nhưng mà hồi nãy mình không có khó gì đâu mà mình sai. Thì đang nói giữa khó và sai mình không biết chọn cái nào. Nhưng mà cái chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng là ở dòng này, tự nhiên bận bộ đồ lên đứng đây, em thấy em vững dạ với con bé số 2 của em quá anh. Nó được quá, nhìn con bé được quá, con dâu em. Bé số 7 cũng quá được vậy. Bé số 2 này giống cái bé mà năm mùa đầu tiên em chơi á, mà bé hát mà dở banh á. giống thôi chị Hương, giống thôi. Em nói giống thôi mà. Vợ em. Trời đất ơi. Hãy nhanh đi cho người ta biết nỗi đau là như thế nào. Vậy giờ mình phỏng vấn cái chứ. Đúng vậy. Bên đây đã lựa chọn số 2 rồi. Coi như dáng đã đóng thuyền rồi, giờ muốn nại đinh ra lấy dáng cũng không được nữa. Nha. Còn hai bạn thôi. Số 4 và số 7. Đội của Trường Giang sẽ có 30 giây phỏng vấn các bạn. Bắt đầu. Mời hỏi. Bạn Nam, em học ở đâu làm gì? Có được nói không? Được. Nói đi. Dạ hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không còn đi học nữa. À không còn đi học nữa. Dạ rồi. Tại vì em đừng có thật quá lộ thân phận. Bạn số 7, em bây giờ đang làm gì ở đâu? Dạ em là sinh viên hả? Rồi ok, hai bạn này đều hát hay nhá. Số 7. Anh hỏi đi anh. Em hỏi số 2 của anh coi là số 2 vâng ạ. Khi dễ hả? Số 2 làm gì ở đâu em? Trời ơi em trả lời gì vậy? Hết giờ. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Ủa sao em? Ủa mắc cười quá, mấy người có 30 giây thì hỏi đi. Mà tại sao mấy người kỳ thị số 2 tôi không hỏi? Tại tôi biết chắc hát dở hỏi làm gì? Cái gì đó? Cái gì đã biết thì hỏi làm gì nữa? Trời ơi, tôi không hỏi đâu. Thì giờ cho em 30 giây để hỏi nè. Nè, bây giờ nè, còn 30 giây hỏi số 2, tôi yêu cầu không hỏi hai số này nữa. Để cho nó giữ sức, nó khỏi nói chuyện đi. Tôi làm 30 giây mà phải giữ. Tôi làm cho mấy người tâm phục khẩu phục.
30 giây bắt đầu. Số 2 nghe hỏi nè, thường mua phấn ở đâu? Dạ chị Sam ạ. Rồi, rồi đúng rồi. Rồi. Ôi, nhưng mà chị Sam hát dở lắm á. Trời ơi, còn 22 giây. Tiếp tục. Em mê ai là ca sĩ trong cái nghề này? Dạ anh Đạt Chi ạ. Ồ, em gái rồi. Một sự giả dối cuối nữa nè. Một sự giả dối. Có thích nhạc pop hay không? Dạ có. Vĩnh à? Vĩnh liền. Em biết nói tiếng Nhật không? Hết giờ. Tự nhiên em nói tiếng Nhật. Ủa sao vậy Trinh? Em biết nói tiếng Nhật không để làm gì? Tại vì nhắn Ohio là tiếng Nhật. Rồi, các bạn đã hỏi xong rồi nha. Giờ chọn lựa thôi. Đội của Trường Giang. Mời Giang Mỹ Hương. Em chọn số 4 ạ. Số 4. Tại sao không chọn con gái? Chọn số 7. Con gái, con gái hát với con trai được hơn chứ. Bên kia tự nhiên muốn lân vậy. Ủa em hát bài gì? Em hát bài gì? Em hát bài song ca. À song ca nam nữ hả? Song ca bài Bùi Anh Tuấn. Không sao, tôi tin vào Giang Mỹ Hương. Nó học hành từ ngoài Hà Nội, nó học cho tới Sài Gòn, nó vấp ngã có sao đâu. Rồi, chúc mừng em số 4 và số 2. Mời các em vào trong. Còn số 7 là đây với anh. Giờ còn mình em đây thôi, xinh xắn đẹp gái quá trời. Bé ơi, anh là anh. Chị cũng nghĩ là em hát hay á. Ừ, không vậy đâu. Thì bây giờ mời em hát đi cho đặt niềm tin vào em á. Gà hay. Đúng. Hay. Trời ơi, đúng là tôi tưởng con bé, tôi tưởng con bé nó la tới ngày mai chứ. Trời la ơi, la mà cũng trật nhịp nữa hả? Anh biết không? Hôm nay là hai con bé kia nó ở bên nhóm Ohio. À. Thì con nhỏ này nó bên Oh My God. Oh My God. Anh ơi, Nghĩa ơi, anh thấy không? Anh thấy trời cao có mắt không? Nghĩa, em nói với anh như thế nào? Sẽ có một ngày đó xảy ra mà Nghĩa.
trong dân gian đang trà trộn hai mầm mống hát dở, đúng chưa Nghĩa? Đúng chưa? Mà bây giờ một con bé Oh My God mà nó hát như vậy thì cái con kia nó là Ohio. Đúng chưa? Còn cái thằng còn lợn nó mới là Ô Bạc Lưa nè. Lành ít dữ nhiều, nghe chưa? Cười người hôm trước hôm sau người cười thúi mặt. Đây nè, bắt đầu phân tích nè. Vị trí số 1 là cái cậu đó hát không hay. Vị trí số 2 là hiện bí ẩn. Vị trí số 3 là hát hay. Số 4 chưa biết. Số 5 hay. Số 6 hay. Số 7 không hay. Liệt con gái là có số 7 nè. À số... Số 2. Số 2 nè. Số 5. Số 5. Số 7. Số 3. Đúng chưa? Mà 3 hay, 5 hay, 7 hay vợ. Chắc luôn. Bao là phân nửa đó. 4 nữ thì 2 hay hay vợ. Đúng vậy. Còn 3 bạn nam là 1 bạn hát vợ rồi. Còn lại bạn này chắc chắn hay. Và bạn kia hay nữa. Bán sắc số. Không, em vẫn tin hiểu được. Hiểu chưa? Phân tích cách nào nghe cũng hợp lý. Nam số 6 hay. Nam số... Số 1. Số 1 vợ. Thì số 4 hay. Hợp lý. Anh ơi, bữa nay 4 nữ 3 nam. Nhưng mà sao mình không tính được là ủa, số 1 dở, số 4 dở, chỉ có số 6 hay thôi. Là bị gì con số 2 em nó hay. Nghĩa. Anh thấy xác suất nó hơi mong manh. Thôi, thuận theo ý trời. Bây giờ nói về cô gái này nè, tất cả đều nghĩ em sẽ hát hay. Em đánh lừa tất cả mọi người nghe. Chị Hương đến cuối cùng vẫn còn nói rằng cô này hát hay. Bà trang điểm cho đẹp, bà mang đôi bút vô, tôi tưởng bà đi ca đi hát. Bà ra bà la 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 la. Bà la mà bà la ba trận chứ phải bà la một lần. La mà có vụ la delay nữa hả? Muốn đột quỵ luôn. La bà... tập á, tập 1, tập 2, tập 3. Bà cũng quá trời bà la, bà nói ngay. Dạ, lời đầu tiên em xin kính chào các vị ban giám khảo cùng toàn thể các khán giả có mặt ở trong hội trường ngày hôm nay ạ. Em tên là Ngọc Thảo, hiện tại là em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Hufflit ạ. Em học ở trọng á, là thầy cô có ổn không? Dạ ổn ạ. Là sinh hoạt trường là cũng có ra ca với bạn đồ đệ đúng không? Dạ em thì là bên dancer ạ. Thấy chưa? Có người yêu chưa? Dạ em có rồi. À, thằng đó chắc cũng mệt lắm nè. Đừng bao giờ ca cho anh ấy nghe, nghe không? Nếu như mà anh ấy mà nghe được là anh ấy bỏ đi luôn đó. Con bé nó đẹp mà cái mặt nó cá tính như vậy mà nó hát như vậy. Trời, giọng ta cá tính mà. Không, bởi vì cô ấy sinh ra là để đi lồng tiếng cho giọng hay ha. Trai em. Giọng nói hay nha. Chỉ có giọng hát là sai thôi chứ giọng nói hay luôn. Không, cái đoạn trai em trong phim nó hát vậy đó anh. Rung nhà luôn anh. Cảm ơn em đã đến với chương trình, chào em. Vậy là vẫn còn một cái mầm móng hát dở nào đó trà trộn lại. Còn anh nha, lưu lẹ. Bắt con sói đó anh. Mà thật ra nãy Thành nói nghe cũng đúng, Giang nói nghe cũng hợp lý luôn. Cái khó là bây giờ cái sự trà trộn nó nằm ở cái vị trí nào? 2 hay 4? Hoặc cũng có thể cả hai đều banh sát. Chương trình không có nợ ác với khán giả vậy đâu Giang nha. Có thể chứ. Có thể chứ, bởi vì cũng nhiều người hát hay rồi mà đúng không? Nãy giờ con không nói chuyện được luôn. Con sợ lắm. Sợ chứ. Sợ. Nói ba la vậy chứ ba cũng sợ. Không sao đâu. Đội mình có quần mà mình phải đội quần được. Bà có đầm sao bà đội? Đội đầm. Và bây giờ xin mời bạn số 4 hát trước. Chúc anh yêu em
tình duyên đậm thắm. Em mơ cho anh. Em có thể chắc đến 90% là hát hay. Cái nét có nét DJ nha. Dạ ok, nét DJ 80% DJ hát dở nha. Được cùng nhau đi chốn nơi xa, em từng mơ về đôi miếng cua sau này xa nua trông thấy, được thay hôn nhau giữa phố đông người. Nghe nói em sắp kết hôn rồi, nghe nói em sắp có người mới, có những niềm vui mới cùng gia đình mới. Nghe nói em sắp kết hôn rồi, nghe nói em yêu thương người lớn, chúc em nhiều em ấm, tình duyên đậm thắm. Tại sao ta giấc mơ anh sẽ lại quay về đúng không? Tình yêu ta tựa thơ ca, cứ ngỡ bao năm chẳng phai nhòa. Đâu ngờ hôm nay anh phải nhìn em bước đi. Gia đình mới, nghe nói em yêu thương người lớn, chú bên nhiều em ơi, tình duyên đậm thắm, anh muốn cho em, anh muốn cho em. Hay quá, hay quá. Đạt ơi, dạ. Đạt. Nghe nói số 2 hát banh chành. Ủa nhưng mà có xác suất là bạn số 2 hát hay luôn không? Mơ hồ em. À. Mình ơi, đi, mình đi chơi đứa con mình đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Ở lại chứ. Không, sao bỏ của chạy lấy người, bỏ con cái lại vậy cưng? Em ra kiếm quần để đội. Vợ chồng em không còn gì để nói. Coi bộ quãng đời còn lại khó đi qua. Em cũng hồi hộp thiệt sự phải không Hương? Em hồi hộp chứ, nhưng mà kiểu giống như là mình cũng cảm thấy tự hào, mình có lòng tin từ đầu luôn. 90% là bạn ấy hát hay. Đúng rồi, từ vòng 1 vâng. Hương đã nói như vậy rồi. Đúng rồi. Đúng là nhỏ có học hành. Không, kinh nghiệm năm nay năm thứ 3 ngồi ông, đây. Cô nội này ông lên tôi vẫn nghĩ ông hát dở. Rung thiệt là rung. Mặt bây cái giờ tay, xác cái định lại lần nữa chân mày thiệt nha Thành. Nghe. Chứ không phải người ta vẽ, người ta nắng nót cái gì như em nói hồi đầu đâu. Từ xa đèn chiếu. Thôi đi. Bé đẹp trai, con cá hay nữa. Cảm ơn Hương, mời em về chỗ. Qua đây. Bài hay quá à. Hay quá. Ta có học hành đàng hoàng mà học em. Học từ Hà Nội, học vô Sài Gòn mà. Thì sao anh vậy, kinh nghiệm mắc dòm người dính liền lập tức. Trời ơi trời. Ủa mà ba cũng cho con đi học mà. Không à, tới giữa chừng thì ba hết tiền học phí. Không anh, em vẫn luôn có lòng tin ở anh là anh nên đi khám mắt. Ủa sao nhà mình kỳ vậy? Không, con ơi, ba đi khám tim. Chứ ba lo cho con lắm. Nha con. Lắng nghe em trai chia sẻ về bản thân mình. Thương mời em. Quá, thương quá. Dạ em chào mọi người, em tên là Nguyễn Ngọc Sơn. Năm nay em 21 tuổi. Nguyễn Ngọc Sơn, nghe tên 21 Ngọc Sơn, tuổi hát hay rồi. Để
đến từ Bến Tre. Bến Tre. Rồi có đi hát ở đâu bao giờ chưa? Dạ có đi giao lưu với bạn một số phòng acoustic nhỏ. Có học hát không em? Dạ không, đa phần thì em cũng nghe nhạc ở nhà thôi. Rồi tự thân rồi hát hay ngang vậy đó hả? Dạ, với lại xem trên YouTube. Mình là người thường hát hay nè, không đấy, có hát thì luôn đó. Chúc mừng em đã có một cái màn trình diễn rất là hay cùng với chị Văn Mai Hương nha. Rồi, mời em vào trong, một lát nữa chúng ta sẽ gặp lại. Hay quá Sơn ơi. Hay quá. Giờ Quang Nghiệt đã điểm. Con biết cái giỏ này giờ dành cho ai rồi? Từ ba sẽ truyền qua cho con nè. Giờ cho ai thì tự gia đình xử lý đấy. Mày đừng lo nói nữa, mày lo hát. Lên đây đi nè. Lên đèn nó nghe cái coi. Thưa ba, thưa mẹ, con đi. Trời ơi. Nè, thấy không? Cái tên nó cũng có cái điểm. Sao? Đạt thì thôi, đạt tới đó. Đạt là dừng lại là con rồi, là đạt rồi. Đạt mà đạt G, nó có dính cái giờ G vô nó mới chết. Đạt G, đạt gãy đó. Giờ không? G, gãy gãy đạt gãy á. Gãy nè, gãy ngay đây nè. Đây, đúng như cái tên của em. Giờ G đã điểm. Mời em ăn. Bánh mì không cô ơi, cô ăn xôi rồi con ơi. Tự nhiên có cảm giác con hát hay á. Chốt của bé này liền. Trước khi là như chốt liền. Nào, ok không? Ok được á. Trong những bước đi loạn choạng ấy, em chợt thấy tim mình đau nhói. Tương lai của Đạt không sáng sủa lắm đâu. Không, nó sẽ sáng đó. Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cùng say vì không còn ai gọi ta về mẫu thân máu đau thật đau. Căn nhà ta cùng ở, căn nhà ta cùng ở. Giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta thật hạnh phúc mà mình bơ vơ, mình ngu ngơ. Em thì quá bận với những quá lo, nhiều hôm ở công ty chế lương thì tôi ăn bánh mì. Bánh mì không, bánh mì không. Tay cầm đơn cầu mong anh có công viên mới phụ em lúc khó khăn, nhưng ngày tháng rất căng. Nhớ thương ngọt ngào nhau lúc mình đôi ta có nhà lâu. Em sẽ hỗ trợ đủ tất cả mọi. Hey, yeah. Chiếc xe cùi bóng bay bên ngoài đường. Hey, hay ta thấy bình thường dù mồ hôi tuôn rơi. Thêm cay trứng gà. Trứng gà. Đến nay điều ước cũng đã thành thật. Thành phố mỗi lúc càng chờ ta mất nhau. Dễ gì gặp lại nhau. Dễ gì gặp em lắm không? Rối ren như trật tự giao thông đường phố. Lạc nhau rồi. Tôi không đừng có, tôi không đừng có, tôi không đừng có. Đèn xanh, đèn đỏ là tới vàng. Mà dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang. Đau thân thuộc của những quán quen xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cương. Như cắt tiền như mà tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn. Rồi trái tim ta lạnh lạnh hơn một phím băng. Đúng vậy. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau một công việc nên hay vội. Bản nhạc không nên hát cùng nhau. Vì khi bản nhạc cất lên thì cả hai người cùng đâu. Đâu. Lúc nghèo rất vui những năm tháng thăng trầm ấy. Chứ không phải giống bây giờ anh mặc vé thôi em chuyện váy đâu. Em thì quá bận vơ nhưng khoanh lo. Nhiều hôm ở công ty trẻ lương thì tối ăn bánh mì. Ê, yeah. Tay cầm đơn cầu mong anh có công viên mới phụ em lúc khó khăn. Nhưng ngày tháng rất căng căng căng. Nhớ sao mình hát nhân mới lệ
ty chế lương thì tôi ăn bánh mì. Bánh mì không, không có thịt. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mai phụ em lúc khó khăn, nhưng ai than rất cần. Ba hát vậy đó mà còn đòi ăn bánh mì thịt. Ba có bánh mì không ba ăn là may lắm rồi, mà còn đòi bánh mì thịt ba mới ăn nữa chứ. Gái dẫn bác đi đo tim con. Dạ. Thằng bé nó hát in the round quen rồi là nó chiếc xe đó bà này bà cầm cứng ngắc nó không có múa được. Mà bà làm cái gì vậy hả? Vậy hồi xưa bà bán băng keo hay bà làm gì bà dính nó dữ vậy? Dạ tại em thích anh Đạt ạ. Thì duyên con em đẹp trai, thiên duyên ca hay đẹp nữa mà nè. Nè à Nghĩa, sao bây giờ mới nói nè? Nói gì chứ không phải là ngồi đó rồi mình cãi qua cãi lợ đùng đẩy không? Có ngay từ đầu chương trình thằng nhỏ quay qua anh Thành, bé số 2 dễ thương quá. Ba nó mê con số 2. Anh ơi bây giờ con mình nó mê, rộn lẽ mình cản anh. Em là dân quê mà dân minh mà anh. Nó nói lấy về ai ngờ trời. Thì cứ lấy đi rồi hai đứa gặm bánh mì cả đời luôn em. Anh ơi mà thấy hai đứa nó nguyện nhau lắm anh. Nó hát mà nó thương nhau, sợ thương thấy rõ đó. Hợp. Mà cái nhạc nó đang hay. Thì tôi ăn bánh mì. Bà kia thấy à ok bánh mì thịt không? Bánh mì thịt. Bà dễ sợ. Bánh mì không có thịt. Vậy bà la không sợ hết trơn. Chát bà quá. Tức là chương trình này hát dở mình nghe cũng đã nhiều rồi, mà cái kiểu mà hát dở mà đậm đà sâu sắc như bé này là hiếm nghe. Trả lời. Ca như vậy sắm bộ đồ chi, rồi đi make up rồi làm cho dữ vô chi. Dạ để đánh lừa mọi người ạ. Đó đúng không? Có mục tiêu rõ ràng. Thôi nha. Này. Đạt cảm ơn em, về dạ. An ủi tía má em đi. Tức quá tức. An ủi. Chị ôm em một Thành cái ơi Thành. Nãy em khao khát. Có buồn luôn. Đúng không? Em đúng mơ buồn. Ước có một ngày nào đó em giật dậy, em qua bên kia em xài xể gia đình nhà nọ. Nhưng rất tiếc ước mơ đó không thành. Nhà em thua trắng 3 trận rồi. Trời ơi mới đây 3 trận rồi. Trời ơi mới đó mà mộ đã 3 năm xanh cỏ rồi. Trời ơi trời. Ê hey, lọt vào top luôn. Thôi em branding luôn anh. Má ơi mốt đi ngang làng tôi mộ mình tạc giữa lộ. Trời ơi đi ngang. Kể nhẹ tên những cái con người lọt vào top của Giang. Không à, cái đó là ca sĩ thôi. Anh sẽ kể những người mà sừng sỏ về âm nhạc, về viết, về hát, rồi lách, rồi sản xuất âm nhạc. Nhớ gồm luôn. Có Nguyễn Hải Phong. À, Nguyễn Hồng Thuận. Đó, và thành viên mới Đạt G. Kể nhẹ thêm vài gương mặt nữ sáng giá của làng âm nhạc nữa chứ. Những mặt nữ sáng giá gồm có Văn Hương. Đó, Bùi Lan Hương. Bùi Lan Hương. Bảo Anh. Bảo Anh. Nó nhiều lắm không nhớ nổi. Trong đó tụi đóng góp không ít nha nhà. Chứ còn gì nữa. Một tay em gầy dựng không có thành. Anh ơi, collection của em đó. Ừ, hy vọng là từ nay về sau mọi người sẽ suy nghĩ lại khi muốn về đội của em nghe. Sao năm nay em sa sút vậy ta? Sa sút quá. Hả, khán giả mới nói giảm béo đi em. Khán giả mới nói tức thì giảm béo anh ơi, mở lắp não. Mấy mốt bớt cho nó vô coi lại. Đây, cô gái đã được sự lựa chọn của Đạt ngay từ vòng đầu tiên thôi. Em là ai? Dạ, em xin chào tất cả các anh chị, tất cả các bạn đang ngồi ở đây. À, em tên là Thu Trang, em sinh năm 99. Hiện tại em đang là diễn viên ạ. Diễn viên. À, dạ, nghệ danh của em là Lily ạ. Lily. Ơi, bà ca vậy bà có nghệ danh mới ghê. Lily. Diễn viên bên sân khấu thầy Minh Nhí hả? Không ạ. À, người ta bên Ohio. Rồi con bé nãy bên Oh My God. Em bên hãng nào? Hãng nào? À, bên hãng ô tô. Ô tô kia. Oh My Mơ. Bà là bên automatic nghe chưa bà? Chán nản. Dầu sao cũng cảm ơn em. Em đã mang đến cho cái bộ sưu tập của Trấn Thành thêm phong phú. Có thêm một thành viên mới Đạt G. Mời mọi người lên đây. Thôi. Cảm ơn em. Bên tay trái tôi, một á hậu đại diện cho miền Trung xứ Huế mộng mơ. Cảm ơn. Bên tay phải tôi là hitmaker
giám đốc sản xuất producer đỉnh nhất quận Bình Thạnh. Em chỉ báo nhẹ cho Nghĩa thôi. Không biết ai là một trong những cặp giò dài thon và hiện nay đắt giá nhất làng Khát Quốc. Không biết ai giờ nhạc quá mỗi quận 10 căn. Thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói là cảm xúc của anh em chúng tôi nó trồi sụt khủng khiếp. Thất vọng, rồi là hy vọng tràn trề. Rồi sau đó, cái nỗi thất vọng nó càng chìm sâu hơn nữa. Đến nỗi là bây giờ, cái gia đình bên mé tay phải của em đây không còn ai dám quay mặt ra chào khán giả nữa. Ê chề quá phải không em? Mặt mũi gì? Nhưng bé đã giúp cho gia đình Trấn Thành càng lúc phải càng ê chề, sầu khổ, lại hân hoan đón nhận số tiền thưởng của chương trình 10 triệu đồng. Em không có thích cái gì mà ô ô trong này nữa nha anh. Anh thấy không? Cứ ô hay ô, rồi ô bạc lưa, ô my god. Bây giờ nè, ô về luôn nè, nguyên một nhóm. Nhà em thôi, chứ nhà người ta là ô la la nè. Bên đây em trai hát quá hay, cũng xứng đáng nhận 10 triệu luôn. Giang Mai Hương nói gì nữa, thắng 3 trận luôn em. Bên này là Omelie. Omelie 50 triệu. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta đã có một chương trình quá vui, quá nhiều điều bất ngờ dành cho chúng ta lẫn cho quý vị khán giả. Cảm ơn Lưu Hà Trinh, anh Tiết Cương và tất cả các bạn khán giả đã có mặt tại trường quay, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng rằng tình cảm của quý vị sẽ luôn dành cho chương trình vào mỗi tối Chủ nhật lúc 19 giờ trên HTV7. Và cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s, tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại tuần sau.